thay mặt nhóm biểu diễn Spider-Man của đoàn kịch thể nhà hát tuổi trẻ Việt Nam xin được gửi tới toàn thể quý vị đại biểu và đặc biệt gửi tới toàn thể các bạn sinh viên khu ký túc xá Mễ Trì lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất của chúng tôi. Thưa các bạn, trước khi chúng tôi biểu diễn chương trình Spider-Man, cho phép tôi được nói qua đôi chút về chương trình này. Đây là chương trình chúng tôi kết hợp với nhà hát giáo dục Philippines nhằm xây dựng một chương trình được mang tới cho các bạn sinh viên Việt Nam những bức xúc, những cuộc sống của những người không may bị nhiễm HIV, AIDS và không may bị đồng giới tính. Chương trình này trước khi chúng tôi có mặt ở đây, chúng tôi đã biểu diễn tại 28 trường đại học và cao đẳng trên khắp nước Việt Nam. Tuy nhiên, trên đất nước Việt Nam mình thì 28 trường là quá ít và mong muốn của chúng tôi sẽ được mang chương trình này đi thật nhiều những trường đại học nữa. Thank you.